không chỉ lấy cao răng, hàm răng, trồng răng giả, ngay cả những dịch vụ khám chữa cần có chuyên môn cao như nắn chỉnh răng, nhổ răng khôn, điều trị nội nha cũng được điều dưỡng nha khoa kiêm thu ngân tại phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Bạch Mai, có địa chỉ tại ngã ba La Phù, thị trấn Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, tư vấn và nhận làm. Đặc biệt, người này còn tự xưng là chủ phòng khám này, khiến người dân không khỏi lo lắng về chất lượng khám chữa bệnh của cơ sở này. Theo phản ánh, chúng tôi có mặt tại phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Bạch Mai do bác sĩ Hoàng Lê Hải đứng đầu. Thế nhưng, khi được hỏi thì một số người thường xuyên làm răng ở đây cho biết chưa từng thấy bác sĩ Hải nào làm việc tại đây. Chỉ có anh Hồng cùng hai người nữa làm ở đây thôi. Trong vài người bệnh có nhu cầu nhổ răng khôn và nắn chỉnh toàn bộ hàm răng, chúng tôi được một người tên Hồng tự giới thiệu là chủ phòng khám, tư vấn nhiệt tình về các phương pháp cũng như giá tiền của từng dịch vụ. Ông Hồng cũng nổ rằng với gần 10 năm kinh nghiệm và có tới 2 phòng khám thì không dịch vụ nào ông không làm được, kể cả việc làm khó nhất cần có chuyên môn cao như điều trị nội nha. Cái gì mà cắm chân răng nhân tạo, chỉnh nha, nội nha để điều trị, tức là viêm tủy sâu răng ấy, nó khôn lắm. Anh nói cho em biết này, bọn anh làm đây, nói thẳng luôn này, nếu mà anh làm mà không, anh không làm được như thế này mà anh tư vấn anh làm được ấy, mà anh lấy tiền của em thì anh mất khách, không bao giờ anh trụ được đến gần chục năm đấy. Mà đây là một phòng của anh, của chỗ khác, chỗ khác ấy. Thế nên là em không phải lo về cái chất lượng làm, chắc chắn là anh nói là anh làm. Ở đây thì nó mời anh với cậu cậu đấy làm, không còn một chị nữa, chị mời chị nghỉ. À, thế là ba chị em ở đây. Nhưng mà nếu em làm thì ba nhà mình nha, không có chị nào nữa không nhá. Sau khi tư vấn cho khách xong, ông Hồng cũng không quên chốt giá và cam kết thời gian bảo hành để khách hàng yên tâm xuống tiền. Tùy theo độ khó, hàm răng hàm trên, hàm dưới, răng hàm dưới bao giờ giá nó cao hơn. Tùy theo độ khó, mình có máy nhổ răng răng. Răng này lỗ vậy chứ. Răng em xuống Hà Nội không có 2,5 triệu. Đấy, nếu mà mắc cài sứ thì mình lấy 22 triệu trong một năm đấy, còn nếu mắc cài kim loại thì mình lên 18 triệu. Thế là giá để cậu làm luôn đấy, không phải là cậu giả tiền ngay. Mà ví dụ như này, bình thường trong ví dụ cậu giả cho 1/3 trước, còn trong cái 2/3 kia là cậu giả dần. Nó không đắt đâu, có cam kết chứ. Nói chung là này, anh làm đây rất nhiều, em nhìn tủ mẫu kia, anh làm chỉnh nha cả người lớn ấy, trẻ con. Bao giờ bọn anh làm này nếu không làm được, làm sao anh đang tư vấn cho em? Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, thì phòng khám thứ hai của ông Hồng mang tên anh Tuấn, đặt tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Phòng khám này cũng được biết đến với cái tên nha khoa Bạch Mai. Nhưng do năm 2017 đã bị một số cơ quan báo chí phanh phui vì hoạt động không phép, nên đến nay phòng khám này đã lột xác, đổi tên thành phòng khám nha khoa anh Tuấn nhằm qua mặt cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ. Hiện tại, phòng khám này do em trai ông Hồng phụ trách khám và làm dịch vụ trực tiếp, chứ không phải là một bác sĩ có bằng cấp về chuyên môn. Tương tự em trai mình, ông Đỗ Đức Hồng cũng không hề có bằng bác sĩ chuyên khoa về răng hàm mặt, mà chỉ có bằng trung cấp điều dưỡng nha khoa. Nhưng hàng chục năm nay, ông Hồng và em trai mình vẫn ngày ngày làm thay cả công việc của một bác sĩ chuyên khoa tại hai phòng khám nêu trên. Cũng trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết một số cơ quan chức năng của huyện Thanh Thủy và Lâm Thao cũng đã từng kiểm tra hai cơ sở nêu trên. Nhưng đến nay, hai cơ sở này vẫn ung dung làm dịch vụ, khám, chữa cho hàng ngàn người mà không hề bị ngăn chặn. Qua đây, đề nghị các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Phú Thọ nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm những dấu hiệu vi phạm của các cơ sở nêu trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc tới quý độc giả.